Quý Hồng Nguyệt nhìn thấy Mộc Trần trên màn hình, bị đưa đến quảng trường trung tâm của một thành phố. Hai tay bị trói ngược vào cột sắt. Trong lòng không khỏi chua xót và đau lòng. 3 tháng trước, cậu ấy đã bị đối xử như vậy. Bây giờ cậu ấy trở về, lại bị chúng ta trói vào cột sắt để xét xử. Chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính. Ba ơi, chúng ta đừng xem nữa. Chúng ta đưa cậu ấy về nhà. Sự thật đã được phơi bày, Quý Hồng Nguyệt cũng cảm thấy hài lòng. Về phần tin tức và tung tích của Quý Vân Phàm, ông dự định đợi Mộc Trần nghỉ ngơi xong sẽ hỏi cậu ấy. Thúy, chúng ta đừng xem nữa, hãy để Mộc Trần nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để cậu ấy phải chịu đựng đau đớn nữa. Đây là điều đại hạ nợ cậu ấy. Đây là điều chính phủ và quốc hội nợ cậu ấy. Tôi cũng yêu cầu dừng đọc ký ức. Mộc Trần đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Hãy buông tha cho cậu ấy. Trên quảng trường liên tục có người lên tiếng yêu cầu. Được rồi, chúng ta đưa cậu ấy về nhà. Tôi không sao. Anh, không cần xem nữa. Chúng ta đều đã biết sự thật rồi. Đúng vậy, con trai. Đừng cố gắng nữa. Tiểu Trần, cậu làm ơn đọc thêm một chút ký ức nữa. Để tôi đọc. Ai cấp máy? Trước quảng trường thành phố của dị tộc, đầy dãy dị tộc hình người. Một tên dị tộc mặt đầy vết sẹo đang chỉ tay vào Mộc Trần và la hét. Đánh bại nhân tộc, người đã giết hàng trăm nghìn đồng bào của ta, hôm nay cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta. Người đáng chết, ta muốn cắt từng miếng thịt của hắn, uống cạn máu của hắn, giết hắn không đủ để xả giận. Ta đề nghị treo hắn lên tổ kiếm lửa, rồi bôi mặt ông lên, tra tấn 100 năm. Ngươi không phải rất giỏi sao? Một mình dám xông vào lãnh thổ của tộc ta, bây giờ sao lại giống con heo chết vậy? Liệp Hồ, ngươi mau xuống đây, đến lượt ta rồi, đừng giết hắn ngay nhé. Ha ha ha. Dị tộc cũng chỉ đến thế thôi. Vừa dứt lời, trên sân lại vang lên một trận chửi rủa. Ngông cuồng, ta không chịu nổi nữa, ta muốn giết hắn. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một con chó mèo, còn tự xưng là thiên tài số 1 của đại hạ nhân tộc, chỉ là con kiến hèn mọn để chúng ta tùy ý đùa dẫn thôi. Chẳng phải vậy sao? Có giỏi thì cởi trói cho ta, chỉ cần một tay là có thể giết hết tất cả các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không tự tin, thì hãy gọi những hậu duệ của vương tộc mà các ngươi tự hào và hoàng tộc đến đây hết đi. Ta có thể dễ dàng nghiền nát bọn chúng. Đại hạ nhân tộc, ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi. Vương tộc chúng ta chỉ cần cử một người trẻ tuổi đến là có thể dễ dàng giết chết ngươi. Hơn nữa nghe nói nhân tộc các ngươi còn cần phải thức tỉnh và chuyển chức. Còn chúng ta sinh ra đã có thể tu luyện, các ngươi lấy gì mà so sánh? Không tin thì cứ gọi bọn chúng đến đây, xem ta có thể giết hết tất cả không. Tên lừa đảo, anh trai lớn là đồ lừa đảo, ngươi là đồ lừa đảo. Ngươi đã giết rất nhiều người trong tộc chúng ta. Đây là chiến tranh. Tông Tông, mau xuống đây, cẩn thận tên tù nhân này làm hại con. Hay là để ta chặt đầu hắn đi, xem hắn còn ngông cuồng được nữa không. Vân Phàm, Thành Ca, xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được các sư huynh sư tỷ. Tôi quá yếu, tôi chẳng làm được gì cả. Tôi có lỗi với danh hiệu đệ tử đại hạ. Tôi hổ thẹn với anh. Không trách em, Vân Phàm, không liên quan đến em. Em đã làm rất tốt rồi. Các sư huynh sư tỷ ở dưới suối vàng cũng sẽ không trách em đâu. Mạnh mẽ lên, họ mong em sống sót. Thả anh ấy ra, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài. Bây giờ mới biết hợp tác với bổn vương sao? Trước đây không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Trần Khanh, đừng đồng ý với hắn. Tôi không sợ chết, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Vân Phàm, nhà còn người đang đợi em về. Hãy sống tốt. Đè xuống. Vương thượng, thần xin được giải trừ phong ấn của hắn, để thiên tài vương tộc bên chúng ta đánh bại hắn, để hắn tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, để chí tôn của vương tộc tự tay giết chết tên khốn này. Cái gọi là thiên tài số 1 của đại hạ ở bên chúng ta chỉ là một tên hề. Vương thượng, xin hãy đồng ý yêu cầu này. Chúng ta muốn thấy thiên tài số 1 của đại hạ này bị đánh bại như thế nào dưới tay người trẻ tuổi của vương tộc chúng ta. Các ngươi cũng quá nóng vội rồi. Ta sẽ giải trừ phong ấn cho ngươi, cho phép ngươi so tài với người trẻ tuổi của vương tộc, nhưng ngươi không được làm người khác bị thương. Nếu không cơ trường, thà con trai sẽ chết không nơi chôn cất, hiểu chưa? Đến đây. Bảy phần, đây là cái gọi là giải trừ phong ấn của ngươi sao? Nhưng bảy phần cũng đủ rồi. Đánh bại chí tôn của tộc các ngươi hoàn toàn đủ. Nhóc con, ở đây không giống như bên nhân tộc các ngươi, còn phân chia cái thứ gọi là thiên phú cấp ABC vớ vẩn. Chúng ta coi trọng huyết thống, trước huyết thống vương tộc chân chính.
Thiên phú cấp 3 AC của các ngươi cũng chỉ như gà đất chó xanh, không đáng một đòn. Vậy thì hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Tin tức lan truyền, rất nhanh đã có một nam thanh niên đến hiện trường. Trần Hầu Vương Tử, xin hãy giết chết tên này, để nhân tộc bên kia thấy cái gọi là đại hạ. Thiên tài số 1 chỉ là một con chó hoang. Sức mạnh của ta tương đương với vô song kiếm đoạn 4 của hệ chiến binh các ngươi. Ngươi cùng cấp bậc chỉ là vô song kiếm đoạn 2. Vậy sao? Bị thua trong tay ta cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ. Ngươi ra tay đi. Không, không thể nào. Chân hầu nhất tộc ta vốn nổi tiếng với thể chất mạnh mẽ, cùng cấp bậc, thân thể bất khả chiến bại. Tên nhân tộc trước mắt này vậy mà có thể sánh ngang với ta về mặt thể chất. Hơn nữa cảnh giới của hắn còn thấp hơn ta. Không phải nói thân thể của nhân tộc rất yếu sao? Tại sao hắn có thể làm được như vậy?